Quang Thảo xin chào quý vị đang đến với phần 2 của chương trình và cái sổ trên kênh truyền hình FBNC. Ngay sau đây sẽ là phần điểm qua một số thông tin nổi bật trong nước và trên thế giới. Thưa quý vị, theo tin từ công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát có mã là AAA, trong năm 2017 vừa qua thì công ty này đạt doanh thu thuần gần 4.100 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế công ty đạt 260 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ. So với kế hoạch được giao phó thì doanh thu trong năm vừa qua của công ty vượt 25%, còn lợi nhuận sau thuế thì vượt kế hoạch 15%. Cũng trong năm 2016 vừa qua thì công ty đã trở thành đơn vị sản xuất và xuất khẩu bao bì nhựa màng mỏng lớn nhất Đông Nam Á với 100% sản phẩm được xuất khẩu. Cũng trong năm 2017 vừa qua thì AAA đã thực hiện xong việc tái cấu trúc toàn diện cơ cấu tài chính sở hữu vốn tại các công ty thành viên. Cụ thể thì AAA đã thoái bớt vốn và niêm yết công ty cổ phần nhựa và khoáng sản An Phát Yên Bái trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, thoái vốn khỏi công ty cổ phần bao bì Vinh và đồng thời tăng cường năng lực kinh doanh cho công ty cổ phần Liên vận An Tín, tăng cường năng lực tài chính cho công ty cổ phần sản xuất tổng hợp An Thành v.v. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017, thì vốn hóa thị trường của công ty ở mức là hơn 2.767 tỷ đồng, tăng 119% so với mức vốn hóa tại thời điểm cuối năm 2016. Thưa quý vị, JD.com, một trong những nhà bán lẻ lớn nhất tại Trung Quốc, vừa ký thỏa thuận đồng ý rót tiền vào Tiki, một trong những trang thương mại điện tử hàng đầu của Việt Nam. Sau khi hoàn thành thương vụ này, thì JD.com sẽ trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của Tiki. Theo đó, thì hai bên sẽ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ buôn bán, thương mại, xuyên biên giới, hậu cần, công nghệ, tài chính, đến các lĩnh vực hoạt động vận hành. Tiki và JD sẽ hợp tác để đưa các thương hiệu quốc tế vào Việt Nam và ngược lại. Trong 7 năm qua, thì Tiki đã tăng trưởng 3 con số hàng năm, và năm 2017 vừa qua, thì công ty VNG cũng đã rót hơn 380 tỷ đồng để mua 38% cổ phần của Tiki, qua đó trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của trang thương mại điện tử tiki.vn. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán niên độ tài chính 2016-2017 với mức chênh lệch lớn so với con số mà công ty này tự lập trước đó. Kết quả sau kiểm toán thì doanh số bán hàng của doanh nghiệp chế biến cá tra này giảm mạnh đến 31% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lãi gộp thu được chỉ còn 89 tỷ đồng so với con số 225 tỷ đồng được thực hiện cùng kỳ năm trước. Kết quả, công ty chịu lỗ ròng đến 187 tỷ đồng, thưa quý vị. Và khoản lỗ ròng này sau khi kiểm toán chênh lệch đến 191 tỷ đồng so với con số lãi 4 tỷ đồng mà công ty này tự lập trước đó. Tính tới ngày 30 tháng 9 năm 2017 vừa qua, thì công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang đang ghi nhận khoản phải thu thuần là hơn 1.056 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa trên tổng tài sản của công ty này là hơn 2.072 tỷ đồng. Trước đó, báo cáo tài chính kiểm toán của tập đoàn Hùng Vương là công ty mẹ của công ty xuất nhập khẩu thủy sản An Giang cũng phát sinh thêm khoản lỗ là khoảng 642 tỷ đồng trong năm tài chính 2016-2017 với nguyên nhân tương tự. Thưa quý vị, chính phủ vừa ban hành nghị quyết về điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty mẹ, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel. Theo đó, thì tập đoàn Viettel sẽ được đổi tên thành tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội và đây là doanh nghiệp quốc phòng an ninh do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tập đoàn Viettel là nhóm công ty gồm công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp thành viên và công ty liên kết, không có tư cách pháp nhân, phối hợp vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện nhiệm vụ quân sự và quốc phòng. Các doanh nghiệp tham gia tập đoàn Viettel sẽ được tổ chức và hoạt động kinh doanh độc lập, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu. Vốn điều lệ của Viettel tại thời điểm thay đổi điều lệ tổ chức hoạt động, tức là vào ngày 5 tháng 1 năm 2018, là hơn 121.520 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Viettel giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2030 sẽ là 300.000 tỷ đồng, thưa quý vị. Tập đoàn Hoa Sen có mã chứng khoán là HSG vừa tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2017-2018. Theo báo cáo tại Đại hội, trong quý 1 niên độ tài chính 2017-2018, thì tập đoàn Hoa Sen đã ghi nhận doanh thu đạt là 7.800 tỷ đồng và 332 tỷ đồng lãi sau thuế. Cùng kỳ năm trước, thì công ty này ghi nhận 5.970 tỷ đồng doanh thu và 440 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, thì lợi nhuận của Hoa Sen đã giảm 24,1% trong quý 1. Trong niên độ tài chính 2017-2018,
Hội đồng quản trị của tập đoàn Hoa Sen đặt mục tiêu sản lượng tiêu thụ tăng trưởng 15%, doanh thu thuần tăng trưởng 15%, nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ tăng trưởng 1%. Trả lời nguyên nhân vì sao kế hoạch lợi nhuận không tăng, thì Tổng Giám đốc của tập đoàn Hoa Sen cho biết, thị trường tôm thép năm 2018 được đánh giá là phải đối diện với nhiều áp lực cạnh tranh lớn. Doanh nghiệp trong ngành đang gia tăng sản xuất, chưa kể doanh nghiệp ngoài ngành cũng đang có ý định nhảy vào. Hơn nữa thì Hoa Sen cũng vừa trải qua một năm không thành công, với lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ hoàn thành được 81% kế hoạch đề ra và giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Với lợi nhuận giảm thì Hội đồng Quản trị của tập đoàn Hoa Sen trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2016-2017 với tỷ lệ cổ tức tối đa là 20%. Chuyển sang một số thông tin của các doanh nghiệp trên thế giới, thưa quý vị. Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh McDonald's vừa công bố mục tiêu đến năm 2025, thì toàn bộ bao bì của hãng này như túi, ly, giấy gói đều được tái chế, thay vì chỉ được một nửa như hiện nay. Hãng này cũng mong muốn 100% nhà hàng của hãng tái chế bao bì đã qua sử dụng. Hiện nay, số cửa hàng có thể tái chế bao bì chỉ vào khoảng 10%. Trưởng bộ phận cung cấp của McDonald's cho biết, yêu cầu của một số khách hàng là phải sử dụng ít bao bì hơn. Bao bì có nguồn gốc rõ ràng và được thiết kế để có thể tái chế sau khi sử dụng. Tại Anh Quốc, các địa điểm ăn uống không còn sử dụng túi ni lông và hơn 1.000 nhà hàng tại đây có thùng rác tái chế cho túi nhựa và ly giấy. Vừa rồi là phần điểm tin, mời quý vị hãy cùng tiếp tục với kênh FBC để đến với phần bình luận về những cổ phiếu nổi bật.